Em xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần. Hôm nay thứ sáu rồi, thì mai cũng thứ bảy chủ nhật, nên là có rất là nhiều thời gian để dành cho cá nhân mình, để đi xem một chiếc xe phục vụ cho bản thân này, phục vụ cho gia đình quý vị anh chị nhé. Và hôm nay thì lên sóng một bảng báo giá những chiếc xe đang có một mức giá rất là hợp lý để có mọi người lựa chọn xe đi lễ này. 30 tháng 4 thì cũng chỉ còn có khoảng tầm 20 ngày nữa thôi đúng không ạ? Bây giờ thì mời mọi người sẽ đi vào cận cảnh chiếc xe đầu tiên. Thì đây là một em Kia Sonet bản Premium, bản cao cấp nhất, sản xuất 2022. Odo của em này đi chỉ có 12.000 km thôi mọi người nhé. Giá bán thì loanh quanh là 600 triệu một xíu thôi. Bác nào ưng ý thì liên hệ trực tiếp với em. Tiếp đến thì em Ngọc có ở đây phục vụ cho mọi người một em Kia Seltos bản, cũng là bản cao cấp, sản xuất 2021. Với Odo của em này đi là cũng cỡ khoảng là 14.000 km rồi mọi người nhé. Với giá thành thì cũng rất hợp, ví chỉ hơn 600 một chút là mọi người có thể chốt xe được rồi. Nhà em thì cũng vừa mới cập bến về một em Mini Cooper, một trong những chiếc xe phiên bản thực sự là nhỏ gọn và nhưng mà thể hiện sự đẳng cấp cho khách hàng rất là nhiều. Và cụ thể thì chiếc này nhà em cũng vừa mới cập bến, thành ra là thông tin đây gửi cho mọi người là em này là Cooper S 2015 Oddo 5 vạn mọi người nhá. Đó, bác nào quan tâm cụ thể liên hệ trực tiếp với em số hotline. Và một em sedan hạng D siêu giữ giá cho mọi người, đó chính là một em Camry 2.5Q 2020 nhá. Với giá tiền chỉ khoảng loanh quanh 1 tỷ thôi là mọi người đã thể chốt xe được rồi, rất hợp lý đúng không ạ? Và bây giờ thì sẽ mời mọi người cùng di chuyển vào bên trong để có thể cập nhật những chiếc xe đang có sẵn tại showroom. Đầu tiên thì em Ngọc có ở đây là một em Santa Fe máy dầu bản cao cấp, sản xuất 19, với Oddo của em này là chuẩn 5 vạn, một chủ từ đầu, sẵn biển Hà Nội quý vị chị nhá. Và giá tiền thì rất là hợp lý, em đang giảm giá rất là sốc, hơn 900 một xíu thôi, 900 gọi là 900 mầm non nha mọi người nhá. Và tiếp tục là một em Nissan Navara 2021, nhưng mà đăng ký 2022. Oddo em này đi có hơn 10.000 km thôi, rất là ít mọi người nha. Và thực sự là em này giá đang rất là hợp lý, nên bác nào ưng ý thì liên hệ trực tiếp với em Honda Civic 1.8e, sản xuất 2019, Oddo chuẩn là gần 5 vạn rồi. Giá bán thì chỉ 500 đồng một xíu thôi nhá. Mọi người ưng ý thì liên hệ trực tiếp. Một em Mac với biển rất là đẹp đúng không ạ? Mọi người thích thì có thể để biển đi cũng được, mà không thích thì chúng ta có thể đổi biển về Hà Nội nhá, không mất tiền biển. Một chiếc Mac S rất là đẳng cấp đúng không ạ? Tiếp tục thì mời mọi người sẽ di chuyển vào em cùng bên trong. Em Audi này thì đang có mức giá, Audi A4 đang có mức giá chỉ khoảng hơn 300 một chút thôi. Bác nào ưng ý thì liên hệ trực tiếp. Và đây em Volvo này XC90 2015, rất là hợp ví với bác nào ưng ý đang lựa chọn dòng xe Volvo nhé. 2015 mà trông hình thức vẫn còn rất là đẹp. Và nhà em sau khi bán một loạt Kona thì còn sót lại mỗi em Kona màu đỏ bản đặc biệt 2018 này thôi nhá. Giá thành chỉ có hơn là 500 đồng một xíu thôi. Bác nào ưng ý thì liên hệ trực tiếp. Oddo cũng chỉ là 5 vạn mọi người nha. Và đây là một em cũng khá là mới, Mazda 3 bản Luxury, sản xuất là 2020 quý vị anh chị nhá. Giá thành của em này chỉ 600, không đến 600 mọi người nhé. Con này em sẽ báo giá chốt luôn cho mọi người là 589 triệu luôn. Giá rất là đang tốt đấy. Đó là sơ qua những chiếc xe đang có sẵn tại showroom bên em. Ngoài ra thì đây, nhà em bên này còn có một em Camry 2.5Q 2016 nữa nhá. Nên bác nào mà là fan của Camry thì không nên bỏ lỡ qua chiếc xe này nhá. Em này thì sẵn biển thành phố rồi, nên mình có đăng ký về Hà Nội thì cũng không mất 20 triệu tiền biển nữa, rất hợp lý. Và giá thành của em này cũng chỉ khoảng hơn 600 thôi, rất hợp lý với một chiếc xe sedan hạng D nhá. Và tiếp tục là em Ngọc có ngay một em Outlander, đây là bản 2.0 CVT nhá, sản xuất 2018. Showroom thì đang trong quá trình nghỉ trưa nên thành ra là hơi tối một xíu, nên bác nào ưng ý cụ thể chiếc xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp với bên em để có thể em sẽ cận cảnh gửi video chi tiết hơn cho mọi người nhé. Và em này thì đang có mức giá cũng chỉ khoảng 600 thôi, rất hợp lý luôn đấy ạ. Mazda 6 thì em cũng vừa báo thì cũng chỉ khoảng 600 hơn này. Em Kia Morning này thì còn giá thì hơn 200 thôi nhé. Đó là sơ qua những chiếc xe đang có sẵn tại showroom. Và nếu mọi người quan tâm cụ thể và cần tư vấn về chính sách trả thẳng hay là trả góp thì hãy liên hệ trực tiếp với em nhân số hotline nhé. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi những phút cuối của video ngày hôm nay. Và xin chào lại mọi người. Anh có muốn quay con Kona không?